Cô giáo chia sẻ những cái tên mình thích gọi lên bảng. Dân Tình nghe xong chỉ biết chắp tay niệm Phật. Hả? Tên dài. Cô mời bác Tăng Nguyễn Khánh Huyền lên bảng ạ. Tên vừa dài vừa hay. Xin mời bác lên kiểm tra việc ạ. Nhanh. Top 2, tên ngắn. Cô mời bạn Mai Hà lên bảng. Mai Hà. Top 3, tên hay. Cô xin mời bạn Lê Hoàng Bạch Kim lên bảng. Một tên rất hay luôn. Xin mời con. Top 4, tên lạ. Cô xin mời bạn Chử Lại Nam Phương lên bảng ạ. Tên hay kinh khủng. Xin mời con. Top 5, trùng ngày sinh với mình. Cô xin mời bạn ở số 23 cùng ngày sinh với cô lên bảng nhé. Thời đi học không ai là không trải qua những cảm giác ám ảnh mang tên kiểm tra miệng, kiểm tra bài cũ. Đối với những ngày đã học bài đầy đủ hoặc những môn học sở trường thì không sao. Thế nhưng gặp những môn khó nhằn như vật lý, hóa học hay các môn chưa kịp đọc thuộc thì ngồi bên dưới chỉ biết chắp tay niệm Phật, mong rằng ông bà gánh còng lưng để thầy cô không gọi trúng tên mình. Mới đây một cô giáo đã chia sẻ những cái tên mà mình thích gọi lên bảng, khiến không ít bạn trẻ giải mã được bí mật vì sao xưa giờ mình đi học thường hay bị gọi kiểm tra miệng. Cụ thể chi tiết như sau. Top 4, cùng Phương Hoàng Đạo. À, bạn nào cũng Thiên Bình nhỉ? Tự nhiên là cũng muốn mời một bạn cũng Thiên Bình lên bảng đấy. Rồi cô gọi một bạn cũng Thiên Bình nhé. Nguyễn Văn Tiến. Thiên Bình, xin mời con lên đây. Tiếp theo này, trùng ngày hôm đấy. Hôm nay là ngày 9, cô xin mời bạn số 9 lên bảng nhé. Tiếp theo, trùng tên cô giáo. Cô xin mời bạn Nguyễn Phương Nga cùng tên Nga với cô. Để lên đây cô xem nào. Mời con lên đây. Tóc mấy cũng không nhớ. Trùng tên trang của bài học ngày hôm nay. Con mở giúp cho cô trang 26, bài 5, tốc độ và vận tốc. Cô mời bạn số 26 lên kiểm tra miệng luôn nhé. Nguyễn Quang Minh. Đó, mời con. Lứa trên cùng và dưới cùng. Bạn đầu tiên cô gọi ạ. Nguyễn Bình An lên bảng. Số 1, Nguyễn Bình An luôn. Bạn cuối cùng, Đặng Tuấn Vũ, chuẩn bị. Tiếp này. Hôm nay lớp mình không ai học à? Không ai xung phong à? Không ai xung phong thì thôi, mời lớp trưởng. Lớp trưởng lên bảng. What? Lớp trưởng xong thì ở dưới bí thư, lớp phó chuẩn bị. Pick bừa theo sơ đồ. Ok, sơ đồ lớp của lớp mình đâu nhỉ? Ok, cô gọi số 1, 2, 3, 4 đi. Nam Phong. Nhưng này con ơi, cuối cùng chắc hẳn. Bạn nào chưa có điểm miệng thì lên đi ạ, đừng để tôi gọi ạ. Điểm cao, xung phong thì tôi lấy. Điểm thấp thì tôi không lấy. Nhưng mà đừng có mà để tôi gọi. Bởi vì tôi gọi thì điểm thấp hay điểm cao tôi vẫn lấy đấy ạ. Nhanh lên nào, lên bảng đi. Nhiều người nghe xong liền cảm thấy sợ hãi online vì năm học mới đã sắp sửa bước vào. Tuy nhiên bên cạnh đó, Dân Tình cũng chỉ ra một mẹo nhỏ mà nhiều người chưa biết để tránh được cảm giác thót tim mỗi lần sợ bị gọi lên bảng. Cụ thể, trong những tiết đầu của năm học hãy cố gắng học bài cũ đầy đủ và giơ tay xung phong lên kiểm tra bài cũ. Kể từ đó về sau sẽ được giáo viên bỏ qua vì họ không gọi lại những người đã có điểm nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.